Xin chào mừng tất cả quý khán giả, quý phụ huynh, các em học sinh đang theo dõi chương trình Cùng Con Lớn Khôn với Miss Ada. Thưa quý vị, tôi là thạc sĩ Ada Nguyễn, là giám đốc điều hành của trung tâm New Horizon Academy và chương trình này cũng được bảo trợ bởi trung tâm New Horizon Academy. Trung tâm với những lớp dạy kèm online cho các em sau giờ học ở 50 tiểu bang của Hoa Kỳ và Canada, cũng như là lớp luyện thi đại học SAT để cho các em chuẩn bị hành trang vào đại học. Thưa quý vị, ngày hôm nay đề tài mà Miss Ada muốn chia sẻ đến quý vị, các bậc phụ huynh, có thể nói là với cái thời đại 4.0, 5.0 này, nuôi con thật là khó, dạy con là một điều rất là khó khăn cho nhiều phụ huynh. Như ông bà ta ngày xưa đó, người ta hay nói là trời sinh voi sinh cỏ đúng không quý vị? So sánh với ông bà ta ngày xưa 9-10 đứa con, có nhiều gia đình mười mấy đứa con luôn mà họ vẫn nuôi được, các con vẫn lớn lên thành người. Nhưng thời điểm này nếu mà làm cha mẹ của chỉ là 1-2 đứa con thôi thì có thể nói là một cái công việc khó khăn vô cùng. Những ai hiện tại mà có những đứa con biết ngoan ngoãn nè, nghe lời nè, hay là các em mà đã trưởng thành đi vào đại học ha, thành người tốt, thật sự là một điều rất là blessing luôn, một điều rất là được gọi là phước phần luôn đó quý vị. Và ngày hôm nay chủ đề mà Miss Ada muốn chia sẻ đến tất cả quý khán giả đó là về mạng xã hội đối với các con em của chúng ta đã đóng một cái vai trò rất là negative thưa quý vị, một cái vấn đề gọi là nhức nhối ngày nay. Mạng xã hội, chúng ta không thể nào để các em mà dính vào những cái mạng xã hội để rồi mang những cái hậu quả khôn lường. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Thì như cái video kỳ trước, Miss Ada có chia sẻ về cái việc mà Miss Ada đi vào trường của con mình để gặp gỡ principal. Thì vô tình ngày hôm đó cũng gặp lại một anh bạn mình quen biết ở nhà thờ thưa quý vị. Thì anh bạn này cũng lâu lâu đi cũng gặp rồi cũng say hi, rồi anh cũng theo dõi những cái chương trình của kênh MC Khánh Linh đó. Thì khi mà anh gặp lại mình á, thì nhiều khi mình cũng nhớ ngời ngợi, à mình đã quen anh này ở trong nhà thờ, trong những cái tiệc cũng như là trong những cái chương trình lễ hội mùa thu của giáo xứ hay diễn ra hàng năm đó. Thì anh cũng có sponsor. Thì gặp lại ảnh thì ảnh cũng chia sẻ với lại Miss Ada khi mà gần cuối họp, khi mà những phụ huynh đi về hết rồi đó quý vị. Thì ảnh có chia sẻ, nói MC Khánh Linh ơi, anh muốn chia sẻ cái điều này cho em. Vì anh nghĩ là em cũng nên chia sẻ cái điều này cho bà con đồng hương của mình, đặc biệt là những ai đang làm cha làm mẹ đó, thì cũng nên biết điều này. Tại vì điều này mà làm thật sự anh, bây giờ anh kể là anh cũng nổi da gà nữa. Cái chuyện này ảnh hưởng đến con anh rất là nhiều. Và những thầy cô giáo trong trường này cũng giúp đỡ, cũng động viên rất là nhiều cho anh. Cho nên anh muốn chia sẻ lại cho những anh chị em là cha mẹ đó. Nhiều khi mà chúng ta yếu về technology, yếu về công nghệ đó quý vị, thì chúng ta không hề biết là những cái hậu quả vô lường đã để lại cho con mình đâu thưa quý vị. Anh nói như vậy nè quý vị. Thì ảnh đi qua Mỹ theo diện EB3. Thì khi mà đi EB3 như vậy thì quý vị biết rồi, những cái người mà đi EB3 thì phải làm theo cái công việc mà bên hợp đồng người ta đã đưa ra đúng không? Giống như là làm ở trại gà hay là những cái hãng xưởng khác nhau. Thì thường ai đến Georgia là làm trại gà là phần lớn đó, công việc ở trong trại gà. Thì hầu như Miss Ada thấy như vậy. Thì khi mà làm như vậy thì nhiều khi ở trên đó hay là nhà xa quá cũng có thể là không có thời gian cho con cái chạy đi chạy về này nọ. Thì ở nhà cũng có vợ ảnh, mà vợ ảnh chắc cũng có đi làm á. Cho nên con của ảnh thì lúc đó là nó học lớp 4. Thì bé đó có một cái người bạn, hình như là cũng là một gia đình Việt Nam thưa quý vị, cũng là một gia đình Việt Nam. Thì cái gia đình đó đó mới dẫn con, mua con về lại những tiểu bang hướng Bắc, hình như là về Boston hay về cái nào ở tiểu bang Massachusetts hay là Washington gì đó, ở khu gần gần trên phía Bắc đó quý vị. Thì khi mà chích chát với nhau như vậy, hai đứa nhỏ là nói chuyện với nhau hàng ngày, tại bạn bè thân mà, thì giờ mua đi. Thì cái con bé này nó rất là buồn. Thì người cha mới hỏi con còn liên lạc không, thì bé nó cũng còn liên lạc qua lại. Thì một ngày đó thì anh này ảnh mới thấy con ảnh sao mà khóc dữ vậy. Thì ảnh mới hỏi con, tìm hiểu nguyên nhân tại sao mà con khóc dữ vậy, buồn dữ vậy. Thì con bé này nó mới nói là con nhỏ bạn của nó mà mua về trên hướng Bắc đó,
thì con nhỏ đòi tự tử chết thưa quý vị. Đòi là sẽ kết liễu đời mình. Trời ơi nghe sợ không quý vị, con nít mới học lớp 4, lớp 5 mà đòi kết liễu đời mình là nghe là thấy sợ rồi, đúng không? Thì có thể là có bị ảnh hưởng gì đó. Thì lúc đó thì ảnh bắt đầu ảnh mới để ý con ảnh. Thì một ngày tình cờ thì ảnh mới lén lén nói là tại sao mà con sao giờ này chưa ngủ. Thì khi mà mở cửa phòng của bé ra thì mới thấy là bé đang chơi iPad mà bé núp ở trong mền hay cái gì đó, xong bé giả bộ bé ngủ quý vị, rồi để cái iPad ra bên ngoài. Thì khi mà để iPad ra bên ngoài như vậy thì anh này anh mới thấy là trong iPad những cái lời chit chat ở trong đó, nói chuyện qua lại với nhau, những cái gọi là nội dung mà không thể tưởng tượng được quý vị, nội dung mà con nít không thể tưởng tượng được. Và sau nhiều ngày mà ảnh nghiên cứu ở trên cái máy iPad và những cái app mà bé chơi đó quý vị, thì ảnh mới find out ra một điều như vậy nè quý vị. Thì quý vị biết rồi, hiện tại là có một cái app nó gọi là Roblox. Đứa nhỏ nào cũng biết chơi, hỏi thử đi. Về nhà quý vị hỏi thử con quý vị đi. Ai mà không có, nếu mà không có thì chắc chắn cũng phải biết chứ không thể nào mà không biết về Roblox đúng không? Là một cái app rất là ảo quý vị. Quý vị ví dụ như quý vị muốn chơi cái trò chơi là trang điểm một cái con người nào đó hay là một con búp bê gì đó ở trên đó, thì quý vị biết sao không? Quý vị có thể quyền chọn là mua cái áo đầm cho nó, mua cái cài nơ kẹp gì cho nó. Còn nếu mà những em trai mà chơi những cái chơi mà chiến đấu ba đồ quấn lộn với nhau đó, thì có cái option là để mình bỏ tiền vào, mình pay tiền thiệt nha, cà thẻ thiệt nha, bỏ số thẻ vào để mua những cái vũ khí để mà chiến đấu ở trong đó quý vị, đúng không? Thì khi mà mình mua như vậy thì anh này hồi đó giờ anh cũng nghe con ảnh thì thấy con ảnh cũng ngoan hiền học giỏi, thì cũng nói ba ơi con muốn mua cái này cái nơ này cho con búp bê đó này nọ, thì ảnh cũng cà đó quý vị. Thì cuối cùng ảnh find out ra được rằng là khi mà mình mua như vậy cho con mình thì có một cái team nào đó, một cái đội quân nào đó ở đâu đó đó quý vị, nó đi hack tấn công cái account của đứa con này và lấy hết những cái dụng cụ mà để trang điểm, trang trí hay là những cái vũ khí để lấy hết những cái gì mình đã bỏ tiền mình mua đó quý vị, nó lấy hết của mình. Và nó đòi hỏi là cái đứa bé đó là nếu mày muốn chuộc lại cái đó thì mày phải vào cái link gì đó, cái đường link dẫn nào đó để mày vào đó mày mới chuộc lại được. Và khi vào đó chuộc, khi mà bấm vào cái link đó để chuộc đó quý vị, thì nó dẫn qua một cái app khác, nó dẫn qua một cái website khác mà rất là đồi trụy quý vị. Những cái website mà giống như kết bạn mà những cái người đó là những cái người già trung niên, nhiều khi ấu dâm này nọ luôn quý vị đó. Rồi có là những cái gọi là tiêu cực lắm, họ cứ nói chuyện với con mình là sao mày không đi chết đi, mày xấu quá mày. Nói chung là những cái điều tiêu cực làm cho con mình kiểu là muốn kết liễu đời mình vậy đó. Giống như là như vậy đó quý vị, nó tiêu cực là như vậy đó quý vị. Cho nên nếu mà làm cha làm mẹ mà chúng ta không biết những cái app đó, chúng ta không biết những cái gì mà con mình đang làm trên máy của con mình, đúng không? Hay là những cái video TikTok, đúng không? Những cái video nhiều khi có những cái trending, cái xu hướng á, mà nó vô cùng kỳ cục, dội một thao nước đá lên trên đầu để làm chi vậy? Ở nhiều người lớn tuổi mà làm như vậy là nhiều khi là tắc mạch máu não luôn, nhiều khi như vậy luôn quý vị, đúng không? Đó, rồi có những cái gì mà cái gì nói chung là tiêu cực lắm, cho nên mình cần phải biết. Đó lý do tại sao bản thân mình là một người làm trong ngành giáo dục, mình là một người mẹ đó, nhiều khi những trò chơi của mình chơi luôn để mình coi nó đang làm cái gì ở trong đó. Thì đó là những cái điều mà gọi là tiêu cực qua những cái app như vậy đó quý vị. Thì anh mới kể là như vậy, bởi vì từ đó ảnh rất là sợ luôn. Anh ở nhà anh theo dõi con ảnh, coi những gì làm, những cái gì chơi, những cái gì, và ảnh đã thông báo những cái sự việc này đến trường học của bé để thầy cô giáo khuyên bảo bé, để thầy cô giáo có thể đồng hành giúp đỡ các bé. Quý vị biết không, giống như những người tutor ở trung tâm cũng vậy đó, khi mà họ dạy các em, họ trở thành những người bạn của các em. Nhiều khi họ vào họ chơi game với các em trong những giờ mà các em mà gọi là rảnh đó quý vị, là không phải trong giờ học và giờ dạy kèm đó nha, mà sau những cái giờ học họ thấy các em lên trên những cái trang mạng chơi game đó, họ cũng vào họ chơi để họ coi họ quan sát coi họ coi là các em đang làm cái gì chổng, rồi họ nói lại cho trung tâm biết. Cho nên có nhiều khi các em ở trên đó chơi game tới 1-2 giờ sáng luôn, những người thua đều biết mà cha mẹ lại không biết mới ghê chứ quý vị. Đó, cho nên mình thông báo lại cho cha mẹ để cha mẹ có thể quản lý các em sát sao hơn.
Tại mình không biết nó mới qua mặt mình quý vị, còn mình biết rồi thì nó sẽ không qua mặt mình được đâu. Giống như nhiều khi con gái của mình, con trai của mình hay lên YouTube nó coi những cái video funny, nhiều cái mình thấy nó sao nó vô tri quá mà nó vẫn mắc cười. Mình là người lớn nhiều khi mình cũng mắc cười nữa, thì mình cũng nghiên cứu là này cũng hay ha, có những cái video clip nó ngắn ngắn cũng vui ha. Nhưng mà có nhiều khi nó chửi thề, nó nói những cái từ rất là bậy bạ quý vị, thì mình cũng sẽ giải thích cho con. Con thấy không, con mới nghe không, nó mới chửi thề, con thấy không, từ rất là tệ luôn, bad word lắm, tại sao con lại coi mấy cái phim này. Nói mẹ ơi con biết nó bad word nhưng mà nó vui lắm, nhưng mà con sẽ không nói những cái chữ bad word đó đâu, mẹ đừng có lo. Nhưng mà mình nói không, mỗi ngày con nghe như vậy nó thấm, gọi là mưa dầm thấm lâu đúng không quý vị, thì nó thấm vào từ đầu, tự nhiên khi mà con bực tức lên thì con sẽ có những cái từ đó sổ ra từ miệng con thôi. Cho nên con hạn chế không coi những cái vậy, mình chỉ nói, mình giải thích cho nó hiểu, chứ mình đừng có cấm nó hoàn toàn. Tại khi cấm nó hoàn toàn nó đâu có biết cái từ nào là sai, cái nào là đúng đâu. Mình phải biết nó sai đúng không thì mình mới sửa sai được, hay là mình biết nó không đúng thì mình mới nhận biết được là đúng sai đúng không quý vị. Chứ bây giờ biết đúng không làm sao biết sai được đúng không, thì phải biết cả sai và đúng luôn thì các bé mới có thể ở Mỹ mà nhân quyền lắm. Cho nên bây giờ mình cấm cũng không có được, nó cũng sẽ lén lén thôi. Nhưng mà mình phải cho bé, các bé về education, giáo dục các bé đúng sai như thế nào. Miss Seda vẫn cho các con của Miss Seda có Roblox, vẫn có account, vẫn chơi, nhưng mình không bao giờ cho tiền các bé, tại phí lắm, mua mấy cái đó để làm gì, cái đó chỉ là ảo thôi mà, quần áo, trang sức hay là vũ khí, nó chỉ là ảo thôi mà, tại sao phải bỏ tiền ra, cái nào free mới chơi nha con, cái nào free mới chơi. Cho nên quý vị ơi, quý vị hãy cẩn trọng về điều đó nha. Nếu mà con em chúng ta đang chơi cái gì thì chúng ta cũng phải nên hỏi các con, ủa nếu con chơi gì vậy, mẹ thấy cái chơi này có hay không, chỉ mẹ chơi với hay này nọ, đồng hành cùng các con để có những gì các con cũng đều thổ lộ được với mình hết. Và những cái trường hợp cũng vậy, nếu trong trường hợp mà các bé bị như vậy đó thì mình cũng nên chia sẻ với những người trong trường để họ có những chuyên gia, họ có những cái đội ngũ hay thầy cô giáo có thể support được mình, support được gia đình của mình nha quý vị, để tránh được những cái trường hợp mà không hay xảy ra. Nuôi một đứa con không có dễ đúng không, 9 tháng 10 ngày mang nặng đẻ đau nè, rồi phải nuôi cho nó học hành, ăn uống, bên Mỹ là cực hơn bên Việt Nam rất là nhiều. Nếu mà ai làm cha làm mẹ ở Mỹ thì biết ha, nhiều khi cha mẹ mình ở Việt Nam á, gửi qua lại còn coi giữ được, chứ bên đây khó lắm quý vị ơi, cái gì cũng khó hết. Cho nên mình nên tạo một cái môi trường gọi là tốt hơn cho con mình chơi nè, mình học hỏi nè, nếu mình rảnh thì dẫn các bé đi du lịch, chứ đừng có gán mắt vào những cái iPad, iPhone, TikTok, cho nên là các bé sẽ dễ hư lắm, mà nó không có close với mình, mà khi nó đã không gần gũi với mình thì mình sẽ không thể nào mà đồng hành và dạy các con được. Hy vọng là qua câu chuyện này quý vị hiểu thêm về cái mạng xã hội ngày nay nha quý vị nha, để mà có thể control con em mình, có thể để mà giúp đỡ con em mình, đồng hành con em mình để tránh những cái trường hợp không hay xảy ra cho cộng đồng người Việt của chúng ta, cũng như là các em đang sinh sống tại Hoa Kỳ. Nếu quý vị có những nhu cầu hay là những câu hỏi nào về tư vấn giáo dục, hay là những câu hỏi nào mà quý vị nghĩ Miss Seda có thể trả lời cho quý vị, thì hãy email về địa chỉ là mckanlinhusa@gmail.com quý vị nhé. Còn nếu những ai đang có nhu cầu muốn dạy kèm cho con của mình để con mình học ngày càng giỏi hơn, để các con có những cái nền tảng tốt để sau này có thể có được những cái công việc tốt đẹp khi mà tốt nghiệp đại học, thì cũng có thể liên lạc với Miss Ada. Và hiện tại trung tâm cũng đang hiring, cũng đang mướn những các em sinh viên đại học ưu tú ở 50 tiểu bang của Hoa Kỳ, muốn trở thành tutor, muốn trở thành gia sư của trung tâm, cũng có thể gửi resume về địa chỉ email của trung tâm, đó là info@newhorizoncenter.com ở bên dưới quý vị nhé. Còn bây giờ xin chào, hẹn gặp lại quý phụ huynh cũng như các em học sinh, quý khán giả đang theo dõi kênh. Nếu yêu thích chương trình cũng như cảm thấy nội dung hay phong phú, có thể like và share video này để Miss Seda có thêm động lực để chia sẻ nhiều câu chuyện nữa cho quý vị nhé. Để chúng ta cùng nhau đồng hành, cùng lớn cùng các con, cùng mang lại niềm vui cho gia đình của mình. Xin chào, hẹn gặp lại quý vị.